Rồi, ok, như vậy là mình live rồi. Thân chào các bạn. Cho mình 1 phút. Thân chào quý vị nào đang live, đang đang vô được rồi đấy. Thì cho mình 1 phút nhé. Ê, hình như là mình mess up rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Rồi, thấy rồi. Xin lỗi các bạn nhé. Vâng, xin thân chào. Mình không có thông báo mà quý vị nhanh quá. Rồi, thấy rồi. Có một số quý vị đã thấy mình. Xin lỗi các bạn nhé. Thân Vâng, chào xin quý thân vị. chào. Mình không có thông báo mà quý vị nhanh quá. Rồi, thấy rồi. Lý do mình có mặt hôm nay ở trên này là tại vì có một cái đề tài khá hấp dẫn và nóng bỏng, là tại vì 2 ngày hôm nay thì đa số các bạn quan tâm về vấn đề mỡ bụng và mình có quá nhiều câu hỏi. Cứ cô ơi, chị ơi, làm cách nào để giảm mỡ bụng? Thì nếu mình trả lời từng người một nó tốn thì giờ quá, thành ra mình lên mình làm một bài Facebook Live để nó áp dụng cho tất cả những vị nào đang có rất nhiều câu hỏi, đang muốn mình giải đáp giùm thắc mắc về mỡ bụng. Mình vô đề ngại tài ngay nha quý vị ha. Cảm ơn 5 vị nào đang có mặt ở đây. Thì hôm nay mình nói về mỡ bụng là cái danh từ đời thôi, nhưng mà danh từ nó hơi có tính chất y học một tí. Thì mình gọi là mỡ nội tạng là danh từ chuyên môn, còn ngoài đời thì cứ gọi là mỡ bụng. Thì là cái chất béo của mỡ nội tạng đó quý vị. Thì cái tựa đề hôm nay là nguy hiểm của mỡ bụng. Nó không phải là bình thường như mình tưởng. Đa số người ta ngoài kia cứ mang cái bụng bự đi vòng vòng mà tưởng là không sao, nhưng mà thực sự nó vô cùng nguy hiểm. Thành ra mình thấy đây là, và đa số chúng ta cũng bị mỡ bụng nha. Thành ra mình thấy đây là một cái đề tài cần nói đến. Mà danh từ y khoa đó thì mình gọi là mỡ nội tạng. Thành ra nếu mà quý vị nghe mình nói chỉ mỡ nội tạng thì quý vị hãy ngay, ngay, ngay liên tưởng ngay đời thường là mỡ bụng quý vị ha. Thì chất béo của nội tạng đó nó được lưu trữ ở trong khoang bụng của chúng ta và được gọi là chất béo hoạt động. Cái từ y khoa chất béo hoạt động quý vị ha, là tại vì nó ảnh hưởng đến các kích thích tố hoạt động trong cơ thể của mình, và vì nó có tính chất hoạt động cho nên cái lượng chất nó làm đủ thứ chuyện trong con người mình, và do đó cái lượng chất béo nội tạng mà dư thừa đó có thể gây đến hậu quả rất là nguy hiểm quý vị nhé. Đây là tài liệu mình lấy ở trên Medical Journal, tức là tờ báo về y khoa về sức khỏe của Hoa Kỳ nha quý vị. Thì bởi vì chất béo nội tạng được tìm thấy trong khoang bụng và nó gần với các cái cơ quan khác như là cái pancreas, nó gọi là tuyến tụy, và gan và ruột, cho nên mình gọi đó là mỡ bụng, là danh từ đời thường quý vị ha. Thì lượng mỡ nội tạng mà càng cao thì càng có nguy cơ mắc các biến chứng về các sức khỏe nhất định và kinh niên, chẳng hạn như là tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Ok, thì nói nhanh về mỡ nội tạng đó quý vị. Thì nếu mà mỡ nội tạng mà bị dư thừa đó, thì do đó mình biết rằng vì nó có tính chất hoạt động cho nên nó rất là nghiêm trọng khi mà nó xảy đến sức khỏe của mình. Thì bây giờ người ta sẽ làm sao để mình biết được một người đó có mỡ nội tạng hay không quý vị? Thì cái cách mà đơn giản nhất mà bác sĩ hay là mình tự làm lấy được á, là mình lấy cái thước mình đo dòng bụng của mình á. Nếu mà cái người đàn ông mà có vòng eo trên 40 inch, quý vị ha, người đàn ông có cái vòng eo trên 40 inch và người đàn bà có vòng eo trên 35 inch là nguy cơ ha quý vị ha. Cái đó là cái nhanh nhất để mình quyết định là mình có đang bị nguy hiểm về mỡ nội tạng hay không. Và cái thứ hai là trong bệnh viện đó, người ta có 2 cái phương pháp gọi là CT và nó dùng vi tính đó ha quý vị, và cái phương pháp thứ hai là MRI. Thì 2 cái phương pháp CT và MRI là cái cách chính xác nhất để mà đo cái mỡ nội tạng của con người. Thì trong cái thành phần bệnh viện rồi, mình không cần nói ở đây. Nhưng mà đời thường mình đó quý vị, ở ngoài đời thường, một là mình đo bằng cái thước dây, nếu mình 35 và 40, 35 cho đàn bà, 40 cho đàn ông là nguy cơ rồi. Ok, nhưng mà dưới nguy cơ là mình hơi quá cân hay là mình không có chuẩn, thì mình có một cái dụng cụ khác mà ai cũng có thể đo được, là gọi là, nó tên là Omron, tiếng Anh gọi là OMRON. Nó là một cái phương pháp của Nhật mà mình có thể mua cái máy Omron này trên Amazon để trong nhà để mình theo dõi cái mỡ nội tạng của mình và mỡ cơ thể và cơ bắp của mình nếu mình muốn. Nó chỉ có 60 đô hoặc là 70 đô thôi. Nhưng mà các cái vị mà làm Nu Skin á,
như là tụi mình á, người nào cũng có, thì bạn nào mà quen với cái vị nào mà hay là bạn nào nhận được cái video này của một cái người nào gửi cho mình thì các bạn liên lạc với cái người đó và xin được đo cái Omron để biết mỡ nội tạng của mình là bao nhiêu. Ok, thì đây là cái bảng chỉ số để mà quý vị sẽ nhận được khi mà quý vị được đo bằng cái máy Omron ha. Thì cái mỡ nội tạng đó lý tưởng đó là sẽ bằng từ 1 cho tới 4, mình nói sơ sơ thôi, rồi quý vị sẽ được cái người mà đo cho quý vị họ cắt nghĩa, họ rất là sành sỏi về vấn đề này. Nhưng mà quý vị mà từ 1 tới 4 là cái mà quý vị muốn thấy, là cái mình muốn, còn nếu mà quý vị mà trên 12 đó là báo động nguy cơ. Nha quý vị, thì cái đó là một cái thứ ba để làm sao mà mình biết mình có mỡ nội tạng và cái sự nguy hiểm của nó ha. Thì tuy nhiên đó, cái vấn đề CT và MRI rất là tốn tiền cho nên và mất nhiều thời gian, cho nên ít có bác sĩ nào mà người nào mà sức khỏe ghê gớm mà họ nghi là cực kỳ nguy cơ thì họ mới làm thôi, còn đa số cũng trong phòng bác sĩ người ta cũng có cái Omron này quý vị. Thì theo như là Đại học Harvard và cái Department of Health đó, thì là 10 chất béo trên toàn thân của một người đó sẽ là chất béo từ nội tạng. Nó sẽ là từ bụng, ok quý vị. Thì một cách hữu ích khác đó để xác định cái lượng mỡ nội tạng mà người ta mang theo á, thì là mình đo ngay lập tức là đo vòng eo của mình, thì hồi nãy mình nói rồi, bây giờ mình lặp lại, xin lỗi nha quý vị. Ok, rồi bây giờ mình nói đến cái phần mà cái nguy hiểm khi mang mỡ nội tạng hay là mỡ bụng trong người mình nha quý vị. Đó là lý do tại sao mình phải không mang mỡ bụng quý vị ha. Cái nguy hiểm thứ nhất, đau tim và các loại bệnh về tim. Cái nguy hiểm thứ hai là bệnh tiểu đường loại 2. Thì quý vị mà để ý những bệnh này thì cái nguy cơ các cái bệnh này là vô cùng đáng sợ. Cái thứ ba là cao huyết áp. Cái thứ bốn là bị stroke. Và cái thứ năm là cái mình rất là sợ là ung thư ngực và ung thư ruột, đại trực tràng đó là ung thư ruột. Và cái thứ sáu cũng rất là đáng sợ, bệnh Alzheimer, tức là mất trí nhớ đó quý vị. Ok, thì mức độ chất béo trong nội tạng cao có thể dẫn đến cái sức tăng cái kháng của cái chất chống lại insulin, và do đó nó dẫn đến cái tình trạng là không có dung nạp cái gluco, và thậm chí do đó nó mới đưa đến cái bệnh tiểu đường loại 2 quý vị, là như vậy. Nhắc nhắc nhiều về tiểu đường loại 2 ha, là tại vì nó là cái bệnh đầu tiên mà mình sẽ bị khi mà mình cao nội tạng đó quý vị. Và từ từ nó sẽ đưa ra bệnh tim, nó từ từ đưa ra cao huyết áp, rồi nó dẫn đến stroke, rồi nó dẫn đến có thể ung thư ngực, ung thư ruột và bệnh Alzheimer là mất trí nhớ quý vị ha. Thì đó là những cái nguy hiểm mà mình vừa nói với quý vị 6 7 cái gì đó mà nó liên hệ đến mỡ nội tạng. Thì bây giờ đó mình làm thế nào để mà loại bỏ mỡ nội tạng quý vị? Ok, ngay lập tức ha. Thì tốt nhất là quý vị phải thay đổi lối sống. Thì cái quan trọng nhất đó là thay đổi chế độ ăn uống càng sớm càng tốt quý vị nha. Thì để thay đổi cái chế độ ăn uống đó thì là mình phải có kiêng đường, không ăn những cái gì đường và ngọt quý vị ha. Và những cái thực phẩm mà về có dạng tinh bột, tức là carbohydrate, cơm, bún, bánh mì, ha, là và khoai tây, đó là những cái dạng carb mà mình phải tránh ăn, càng ít càng tốt. Thì bây giờ nếu mà nói về cái thành phần ăn là bao nhiêu thì một ngày quý vị ăn cái lượng đồ ăn là bao nhiêu, thì quý vị bây giờ mình có hai, có nhiều lối để ăn kiêng để mà giúp cho cái mỡ nội tạng nó giảm đó quý vị. Có nhiều người thì thích ăn chất đạm nhiều hơn là protein, còn có nhiều người thích như mình thì mình ăn chất béo, nhưng mà chất béo tốt chứ không phải chất béo nào, chất có chất béo tốt như quý vị. Thì mình có nhiều bài nói về chất béo tốt rồi, thành ra mình không muốn nói ở đây nữa, nhưng mà mình nói thì đa số đó là để ăn an toàn đó, thì quý vị ăn trong 100% cái thực phẩm mà mình ăn hàng ngày đó quý vị, thì quý vị ăn khoảng chừng 70% là rau rau nhá, mà rau sống nếu mà có thể, chứ còn rau nấu canh là không không cần nữa rồi, không 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 có ích lợi cho mình. Và cái thứ hai đó là 70% là rau, và mình có thể ăn thêm 10% là trái cây. Ăn trái cây nhiều cũng bị tiểu đường quý vị, và từ từ đường của trái cây nó cũng làm cho mình tiểu đường và làm cho mình béo phì, và nó cũng làm mình có mỡ dư trong người như là mỡ bụng quý vị. Thành ra chỉ ăn 10% trái cây thôi, mà hai cái loại trái cây lý tưởng mà tốt nhất bởi Dr. Mokula đề nghị là blueberry, các cái loại có chữ berry đằng sau, blueberry, strawberry, raspberry, blackberry và bưởi. Thì các loại berry và bưởi thì tốt cho mình. Còn táo, chuối, nho, tất cả các loại khác quý vị ăn, hay là dứa, quý vị ăn giới hạn thôi, tại vì nó không có tốt cho mình. Nó cũng làm cho mình tích tụ mỡ và mỡ nội tạng quý vị nha. Còn thì nói tóm lại 70% là rau, còn 10% là trái cây. Rồi sau đó là mình có thể còn lại là mình ăn 15% là chất đạm, tức là thịt, hay là nếu mà người nào ăn chay thì các quý vị biết ăn gì rồi, là đậu ha.
Tức là 15% là chất đạm nhưng mà chỉ có 5% là chất carb thôi, là tinh bột như là cơm, bánh mì, là la. Cơm, bánh mì với lại các cái loại tinh bột ha. Mình không thể nói là la được rồi quý vị lại không không rõ, mình xin lỗi. Nhá, thì 5% là tinh bột, 15% là chất đạm. Còn 80%, 70% là rau và 10% là trái cây. Thì cái chế độ ăn uống nó chỉ có vậy thôi quý vị. Nhá. Rồi cái đó là cái thứ nhất mà mình phải thay đổi để mà bỏ, để diệt trừ cái chất béo, chất chất mỡ bụng của mình. Cái thứ hai rất quan trọng cũng không kém, tập thể dục. Và những người lớn tuổi như tụi mình có thể đi xe đạp hoặc là tụi mình đi bộ nhanh ha. Còn còn hoặc là mình đi những cái dạng mình có thể làm được cái dạng aerobic nào mình có thể bơi lội quý vị nhá. Đại khái như vậy để cho nó tăng cái nhịp tim đập của mình lên và nó giúp cho máu chảy nhanh và do đó nó cũng giúp được cái sự gia tăng cơ bắp và đốt mỡ cho mình, tại vì cơ bắp đốt mỡ cho mình nhá, mà thức ăn của cơ bắp là protein, là chất đạm, quý vị biết rồi ha. Còn nếu mà quý vị nào mà hơi trẻ chút, quý vị có thể bơi lội, thể dục nhịp điệu, tức là aerobic exercise đó quý vị ha, rồi thể dục mà kéo 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 tạ đó quý vị ha, gọi là weightlifting đó cũng là đều được cả ha. Rồi đó là những cái thể dục mà nói tóm lại bất cứ thể dục nào cũng được cả. Mà trong cái nhóm đội nhóm kia của mình có một cái bài 4 phút aerobic exercise mà rất là tuyệt vời, có 4 phút mỗi ngày thôi mà nó rất hiệu nghiệm. Nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm càng nhanh, trong cái sự có thể của mình càng tốt thì nó càng hiệu nghiệm. Và quý vị chỉ cần làm 4 phút nha, những anh chị nào mà quá bận rộn với cái thời khóa biểu thì có thể dùng 4 phút một ngày nó vẫn hiệu nghiệm nha quý vị ha. Mà rất là dễ làm ngay trong phòng trong nhà, không có cần tốn tiền đi gym gì cả. Mà nếu mà đi bộ thêm được càng tốt thì cái đó là cái tập thể dục, là phương pháp thứ hai. Và cái thứ ba mình phải giảm là mình không được sống trong một cái đời, cái thần kinh của mình phải điều khiển nó để nó không được stress, nó không được căng thẳng. Thành ra đối với cái gì mà quý vị trong đương đương đầu với cuộc sống hiện tại, vì nghề nghiệp, vì gia đình mà mình bị stress là mình phải tự làm sao để giảm căng thẳng, tại vì cái sự căng thẳng trong thần kinh đó, mà buồn cười làm sao đó, thì khi mà mình bị căng thẳng đó thì cơ thể của mình cho ra một cái hormone gọi là cortisol, và nó làm cái cortisol này nó làm tăng lượng mỡ nội tạng của cơ thể mình ha. Thì do đó chính một bác sĩ cũng khuyên rằng những người mà có hàm lượng chất béo nội tạng cao đó cố gắng giảm mức độ stress của họ, giảm mức độ căng thẳng thần kinh của họ nhá. Rồi rồi cái kỹ thuật thứ hai mà nó liên hệ tới tập thể dục đó quý vị, liên hệ tới giảm sự căng thẳng trong cái một ngày đó, là mình có thể ngồi thiền quý vị ha, thở sâu, tập thở sâu, tập ngồi thiền đó. Thì đại khái là như vậy, là ba cái cách mà để giảm nội tạng. Rồi đơn giản có vậy thôi. Nhưng bây giờ trở lại cái cách ăn uống, nếu quý vị quá bận rộn và không có ăn uống đủ đó để mà cung cấp cho mình cái chất lượng 70% rau, 10% trái cây, 15% protein chất đạm và 5% carb, thì mình có thể hỗ trợ luôn luôn, mình được quyền bổ sung với thực phẩm bổ sung. Thì công ty của tụi mình có ba cái thực phẩm mà nó liên hệ đến cái sự giảm mỡ, tăng cơ cho mình, để giảm mỡ bụng quý vị ha. Và nó đang rất có là hiệu nghiệm mấy mấy tháng nay và đang hot trên market. Thì ngày mai cái bộ phở cái bộ này nó sẽ được bán với một cái giá rất là khuyến mãi đặc biệt mà mình không ngờ luôn á ha quý vị. Và quý vị hỏi những cái vị nào mà gửi quý vị cái video mà mình nói chuyện này đó, thì người ta sẽ hướng dẫn quý vị cách mua để sử dụng. Thì ngày mai sẽ có một cái bộ, cái này của mình có là Green Shake, là nó là chất đạm của rau củ, nhưng mà ngày mai cái chất đạm mà sẽ được bán nó cũng là chất đạm thôi, nó cũng là protein thôi, sẽ là protein boost của công ty Pharmanex New Skin, và trong đó nó là protein của gạo organic rice, là gạo với lại pea, tức là đậu, là tốt cho những người ăn rau ha. Còn mình thì trong nhà mình thì mình đã có sẵn cái này rồi, hoặc là cái protein thứ hai quý vị có thể lựa chọn mà cao cấp hơn nhiều, nhưng mà nó không không có trong gói ngày mai, nhưng mà mình nói thôi. Là cái này nó là Green Shake, thì nó là protein của rau củ. Còn một cái loại protein thứ ba đó mà nó cũng không có trong bộ ngày mai, ngày mai là chỉ có protein boost thôi, nhưng mà mình nói để nó trọn vẹn với cái bài này, thì là nó gọi là Trim Shake, là trong đó nó làm bằng cái sữa bò non, tại vì nó làm bằng whey protein, thì nó tùy theo cái vị mình thích cái gì thì mình dùng cái đó nhá. Nhưng mà cái bộ ngày mai là nó sẽ có hai hộp protein boost trong đó, thì để cho quý vị nó nằm trong cái bộ, trong một cái packet. Thì cái bộ thứ hai đó, cái sản phẩm thứ hai trong cái bộ khuyến mãi ngày mai để giúp cho giảm mỡ, đặc biệt là giảm mỡ bụng và tăng cơ một cách hiệu quả, đó là Jump Start ha quý vị. Và cái thứ ba, sản phẩm thứ ba Jump Start thì mình uống buổi sáng. Còn nó có ba thứ, Jump Start thì mình uống buổi sáng. Rồi cái này đó
thì mình uống buổi trưa thay thế một bữa ăn trưa cho mình quý vị ha. Rồi sau đó cái ăn này là tea green. Tea green này đó, nó có tác dụng thermogenetic, tức là nó tự tạo nhiệt ra cho mình và nó đốt mỡ cho mình trong khi mình ngủ. Thành ra mình uống 4 viên trước khi mình đi ngủ quý vị, để cho mà nó vô nó hỗ trợ gan mình và nó đốt mỡ cho mình một cách rất là hữu hiệu hơn. Rồi thì mình rất là tóm tắt chỉ có vậy thôi, tại quá nhiều câu hỏi thì đây là cái câu trả lời cho mình. Thì cách cách dùng như quý vị, nếu mà quý vị nào mà có ý định mua cái bộ SS30 là nó nằm trong Slimming Solution của Pharmanex New Skin sẽ được khuyến mãi ngày mai đó. Thì mình nói nhanh, sáng dậy quý vị uống một gói này. Mình dùng bao nhiêu lâu nay rồi quý vị? Jump start. Để mà cái này nó đốt mỡ cho mình và nó bắt châm là nhảy, start là bắt đầu cái ngày. Sáng dậy uống cái này, nó làm cho mình tự nhiên có năng lực để làm việc và nó đốt mỡ cho mình mà mình cảm thấy luôn nha quý vị. Mình nhiều đồng đội nó buồn cười, nó cũng nói luôn là nó làm mấy nàng này làm neo và cái này nó giúp cho các nàng có năng lượng làm suốt tới lunch luôn mà không thấy đói, tới trưa luôn mà không thấy đói. Buổi trưa quý vị uống một ly này thì mình hay pha với sữa almond milk hoặc là nước cũng được, hoặc là sữa bò nếu quý vị muốn, nhưng mình không uống sữa bò, mình uống almond milk. Uống một muỗng rồi almond milk quậy nó vô lạnh mà, thì quậy nó vô lạnh rồi, hoặc là uống hơi nóng, nóng cũng được, nếu mà người nào bụng hơi yếu uống ấm ấm tí cũng được. Buổi trưa không cần ăn uống gì hết, vẫn no như thường. Rồi xong rồi buổi chiều mình ăn một bữa dinner, một bữa cơm chiều mà ăn trước, rất là quan trọng, mình quên dặn nhà nhớ rồi, trước 3 tiếng trước khi ngủ là không được ăn gì hết. Lý tưởng là 4 tiếng trước khi ngủ không được ăn gì hết quý vị. Quý vị uống nước, uống trà, uống gì uống nhưng mà không được ăn. Thì trước khi đi ngủ 4 tiếng hay là 3 tiếng không được ăn, nhưng mà trước khi độ chừng 15 phút hoặc là 30 phút trước khi lên giường á, mình biết cái giờ mình đi ngủ á, thì mình uống 4 viên trà xanh này nhá. Rất đơn giản, tập thể dục 4 phút mỗi ngày, tụi mình có bài bản cho quý vị rồi, vậy thôi nhá. Rồi bảo đảm 100% có kết quả, quý vị chỉ theo cái bài mình vừa nói thôi. Rất cảm ơn các bạn nào vừa mới lên và chúc may mắn, tức là quý vị đang để ý về sức khỏe. Xin chào ạ, chúc một ngày thành công và vui vẻ.